Ok, ta tiếp theo sang cái phần cuối cùng về cơ sở dữ liệu nhé. Ta phần cuối cùng của cơ sở dữ liệu là tạo user phân quyền trên database. Ok, thế thì chúng ta vẫn mở cái vừa rồi đây. Để mà tạo một cái bảng dữ liệu thì chúng ta gõ đây một bảng dữ liệu, ví dụ để tạo một bảng dữ liệu rồi ta đánh chỉ một cho nó luôn nhé, cho nó nhỏ. Thế thời điểm danh chưa thầy? Nào, bây giờ ta sẽ tiến hành ta tạo một cái bảng và ta đánh chỉ một cái nó. Thế thì cái việc tạo một cái bảng ấy và đánh chỉ một cái nó ấy, thì chúng ta còn nhớ cái bài lắp 2 thì là chúng ta đã làm ở đây rồi. Tuy nhiên là đây chúng ta sẽ làm lại để chúng ta hiểu làm thế nào để ta đánh được chỉ một cái nó như nhỉ. Thì rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần ghi như này. Ví dụ bạn tạo một cái bảng mới, create table. Table, ví dụ như là parent bảng 1, đây là định nghĩa như sau: ID thuộc kiểu in, ID thuộc kiểu in này, not null. Tiếp theo ta có đặt nó là primary key đi, primary key bảng một này, thôi bảng con này. ID và ta định nghĩa một cái parent ID. Parent ID thì chúng ta khai báo kiểu in. Bây giờ ta đánh index, index này. Index. Index là chỉ mục cũng như nhỉ. Tức là parent ID. Tên của nó là parent ID và ta truyền vào đây là parent ID. Như là cái này. Nghĩa là đánh chỉ mục cái này cũng như nhỉ. Đấy là tạo chỉ mục đấy. Tạo chỉ mục. Ok, thì đây là cách chúng ta đánh chỉ mục nhé. Ta sẽ dùng cái từ là index pair in nhé. Đấy, ta đánh chỉ mục cho parent ID. Thì đây là cách chúng ta đánh chỉ mục bằng code đi nhỉ. Thế ngoài ra chúng ta còn có một cái khác nữa là chúng ta không đánh chỉ mục bằng code mà đánh chỉ mục bằng thiết kế. Thế thì ở đây chúng ta sẽ chọn ví dụ phần address này, chắc đây người ta đánh chỉ mục rồi đúng không, chọn edit address này, ta chọn structure, thì chúng ta sẽ edit cái này, chúng ta sẽ chia ở đây nhé, chia ở đây, đây, thì cái việc đánh chỉ mục chúng ta sẽ chọn đây. Tính là gì đây? Ta chọn đây nhé. Ok, như vậy tóm lại là sẽ có các cách đánh đây. Nó đơn giản là mình làm một cái bảng mới đi. New này. Một cái bảng mới là ví dụ như bạn đặt một trường dữ liệu là ID kiểu in này.
đây chọn này, đấy chưa, Unix Vulnerability hay là Unicode đấy nhỉ, đã chọn ở đây. Đấy, chúng ta đã thực hiện được việc đánh chỉ mục nhé. Rồi ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta đánh chỉ mục trên dựa trên hai cái loại, một là chúng ta dùng code hay là dùng design. Rồi bây giờ ta mới thực hiện việc phân quyền cho nó, thì ta sẽ dùng các loại gì, thì bạn sẽ dùng cái này. Đây, SQL đi. Nó dễ. Ta root to này. Nào, bây giờ ta sẽ thực hiện cái việc phân quyền cho nó. Thì để mà phân quyền thì ta dùng như nào? Chúng ta sẽ dùng một cái câu lệnh đấy là grant. Đấy, grant này. Select. Insert, update, delete, nghĩa là phân các quyền select update, delete update on lên database nào. Database ở đây là cơ sở dữ liệu dữ mới. Đấy. Đến user nào, to user, ví dụ user là bạn có thể đặt user là a cộng localhost, a cộng localhost, in identifier. Sao lại viết không đúng này nhỉ? A cộng đâu có hot này. Identity. Từ này. Thì đen thì phi bài. À chắc là cái này đúng rồi. Bài đúng chưa? Password 123. Đấy. Thì đây là cái câu lệnh mà chúng ta grab nhỉ. Grab trên toàn bộ database nhé. Như vậy grab này phân quyền cho thằng nào? Phân quyền trên cơ sở dữ liệu này cho user AA đúng nhỉ? Và identify by tức là password là 123. Đúng không? Đấy. Thì đây là cách chúng ta phân quyền. Lỗi gì? À nó không, chúng ta không thể đặt viết cái câu lệnh này ở trong cái chỗ trong table được. Mà bây giờ chúng ta sẽ giả sử không phải on cơ sở dữ liệu này nữa, mà chúng ta sẽ dùng là on bảng khác đi. Bảng product đi. Chết rồi. Chứ nãy không nhớ đi. Viết lại ra select update đâu. Không có delete thì thôi đúng không, on product đấy. Ok, phân quyền trên bảng đấy, to account là a cộng localhost. Và identity by password là 123. Thì sẽ có chạy không? Ctrl C. Như vậy ta đã phân quyền thành công cho cái quyền update nha. Quyền select, quyền update trên cái bảng product cho cái account A với password là 123 nhé. Thì đấy là cách chúng ta phân quyền. Ok, thế thôi. Và cuối cùng chúng ta export database rất là đơn giản, chúng ta chọn đây. Chúng ta chọn export. Nha, chúng ta cứ thế export thôi. Vâng. Chúng ta sẽ cho một bạn một cái file về bạn nộp cái file này là xong nhé. Ok, như vậy là vừa rồi ta đã
thực hiện 87 lát về một cái sở liệu. Ok, chúng ta kết thúc ở đây.